Quý anh chị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 8 năm 2023, vào lúc này là 10 giờ trưa, nhiệt độ rơi vào khoảng là 22 đến 25 độ C. Khí trời Đà Lạt hôm nay thật là dễ chịu, mát mẻ, trong lành, bầu trời trong xanh, yên ắng. Mình sẽ đưa quý anh chị và các bạn đến thăm một con dốc ở thành phố Đà Lạt, con dốc Nhớ Hoài, mang dấu ấn hoài niệm một thời của người con gái Đà Lạt xưa. Đó là tìm may quần áo. Nằm giữa lưng chừng dốc của con dốc trên đường Trần Hưng Đạo, có một con hẻm đi xuống Hồ Xuân Hương. Con dốc rất là cao nha các bạn. Trên đầu con dốc có hàng ban công rào chắn rất là kỹ. Các bạn có thể đứng nhìn về phía Hồ Xuân Hương xa xa, cảnh yên bình, thơ mộng và đầy lãng mạn. Từ chợ Đà Lạt, các bạn đi về tới con dốc Nhớ Hoài này ở trên đường Trần Hưng Đạo, tầm khoảng là 850m, 850m, chưa tới một cây số ngang các bạn, chưa tới một cây số. Các bạn có thể là tới từ chợ Đà Lạt, các bạn đi ra hướng đèo, hướng về đèo Đẹp Ren, thì tới cây xăng cái bùng binh vòng xoay Kim Cúc, các bạn rẽ trái. Từ đó rẽ trái đến chỗ con dốc này nè, con dốc Nhớ Hoài hay là tiệm cà phê Nhớ Hoài, thì tầm khoảng là 100m, tầm khoảng đó, cỡ khoảng 100m. Đó, không để các bạn đợi lâu nghe. Đây, mình đã đưa các bạn đến cái con dốc Nhớ Hoài rồi. Đây là trên đồi dốc nha. Đó, các bạn có thể phóng tầm mắt. Đó, các bạn phóng tầm mắt, kia là núi Hòn Bồ. Đó, xa xa là núi Hòn Bồ. Đó, các bạn thấy núi Hòn Bồ không? Đó, rồi một dãy dài là Lam Bian Huyền Thoại. Rồi đó, dưới này một thung lũng cư dân của người Đà Lạt. Cư dân người Đà Lạt rất hiền hòa, giản dị, sống làm vườn là chủ yếu ngày xưa. Làm vườn, làm các nghề tiểu thủ công, mỹ nghệ rồi đó các bạn à. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn trẻ đang đi xuống con dốc. Đó, rồi sẽ xuống xong hết con dốc này là rẽ xuống vô cái quán Nhớ Hoài nha, cà phê, quán cà phê Nhớ Hoài. Dốc cũng là dốc Nhớ Hoài, mà quán cà phê cũng là quán cà phê Nhớ Hoài. Các bạn biết không, quán cà phê Nhớ Hoài này á, là trước kia là cái tiệm may đó các bạn. Tiệm may Nhớ Hoài do chủ nhân của người này tên là chị này tên là chị Nhớ đó. Chị Nhớ hay còn gọi là Hoài Nhớ, mà sau này lấy cái tên con dốc là dốc Nhớ Hoài luôn đó các bạn. Con dốc này rất là cao. Từ con dốc này mình đi thẳng xuống dưới Hồ Xuân Hương thì tầm khoảng là 250m. Tầm khoảng 250m. Con dốc này là các bạn có thể là đi, nếu mà dân địa phương, dân người Đà Lạt thì họ dám đi xe hơi, chứ còn các bạn thì là đi bộ hoặc là đi xe Honda, chứ đi xe hơi thì không quen, tại vì dốc nó quá cao. Dốc này quá cao. Đó, các bạn thấy không, nó có ban công đi xuống nè, có tay cầm nè. Đó, rồi ở dưới có khách đang uống cà phê ngang. Nhà cửa ở đây thì cũng đơn sơ, người Đà Lạt hiền hòa, giản dị, bao đời nay họ sống bên, sống một cái làng rất là nhỏ nhắn bên Hồ Xuân Hương thơ mộng. Rồi xa xa là khách sạn công đoàn nghe. Dưới tán rừng thông các bạn thấy không, dưới tán rừng thông là một con dốc Nhớ Hoài. Dưới tán rừng thông là một cái khu phố nhỏ bên đường Trần Hưng Đạo. Đây các bạn thấy không, đường Trần Hưng Đạo đây. Đó, các bạn thấy đường Trần Hưng Đạo sát đây luôn,
không đâu xa, các bạn đi rất là gần, về tới cái con dốc này cũng rất là gần. Mà nhất là buổi sáng thứ 6, thứ 7, chủ nhật là không được, không còn cái chỗ ngồi nữa đó các bạn ạ. Đó, không còn chỗ ngồi. Đông khách lắm, nhất là các bạn trẻ. Đó, bây giờ là bây giờ tầm khoảng là 10 giờ rưỡi trưa rồi, 10 rưỡi trưa. Đó, mà vẫn còn cả khách đi xuống uống cà phê và tham quan. Đây, các bạn thấy không? Đi xuống chỗ này là phải thắng cả hai thắng đó. Thắng cả hai thắng. Còn không thì mình phải rà chân nha. Đó, các bạn thấy không? Rà chân. Cái con dốc này là một bên là để xe, cho xe Honda và xe hơi đi. Còn một bên nữa là để dành riêng cho người đi bộ. À, nó có các cái bậc cấp đó. Còn đây là các bạn trẻ mới vừa ở thành phố Hồ Chí Minh lên cũng rất là vui. Các bạn trẻ đây đang ở cái quán cà phê là Một Cõi Đi Về. Trên cái con dốc như hồi này là có hai quán cà phê nha các bạn. Một là quán cà phê Nhớ Hoài, và cái quán thứ hai nữa ở dưới một tí là cái quán cà phê Một Cõi Đi Về. View cũng rất là đẹp. View ở này cũng không thua gì ở trên quán của chị Nhớ. Chị Nhớ Hoài, chị Nhớ Hoài, hay còn gọi là chị Hoài Nhớ. Đó, trong quán này thì một chủ nhân cũng rất là nghệ thuật, trang trí cũng là rất nghệ thuật, bắt mắt, dễ coi. Xu hướng của các bạn trẻ bây giờ rất là thích. Đây là một chủ nhân nè. Đó, đây bảng hiệu đây, Một Cõi Đi Về. Một Cõi Đi Về. Đi là phải về nha các bạn. Đi là phải về nha. Một Cõi Đi Về. Chủ nhân này cũng hay, cũng rất là nghệ thuật. Đây, rồi phía bên kia là những hàng ghế. Những hàng ghế ngồi uống cà phê ngay trên con dốc luôn. Ngồi uống cà phê ngay trên con dốc luôn. Đó, các bạn thấy không? Hai bên đường những con dốc nó quanh co như vậy. À, có những khóm hoa rất là đẹp. Đây là những khóm hoa thạch thảo, mai địa thảo. Đó, rồi mời các bạn vô xem trong này nha. Đó, anh chủ tiệm cà phê Một Cõi Đi Về này rất là nghệ thuật nha, cũng rất là hay. Đây, anh rất là vui tánh, anh chủ tiệm quán cà phê hiền lành, vui tánh, nhã nhặn, đúng chất của người con trai Đà Lạt nha. Đó, rồi mời các bạn ra đây. Mình cảm xúc thấy ở đây view nó quá đẹp, cho nên là mình cũng tranh thủ thời gian quay thêm cho các bạn, để các bạn dòm thấy. Ví dụ mình ngồi đây, mình phóng tầm mắt ra hồ Xuân Hương thơ mộng, phía bên kia hồ là đồi Cù, và xa xa là dãy Lâm Bi An hùng vĩ. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Dãy xa xa hùng vĩ, rất đẹp. Bầu trời hôm nay đúng là ông trời ban tặng. Ngày hôm nay mình đi quay thì ông trời ban tặng trời rất trong xanh, bầu trời rất trong xanh. Đó, rồi bây giờ là mình đưa các bạn đến với cái quán chị Hoài Nhớ ngang. Đó, đây là một con dốc quanh co nè, con dốc quanh co rất cao. Các bạn có thể là đi bộ và đi Honda từ từ chậm. Chỉ có người Đà Lạt thì họ quen. Đó, đây, người Đà Lạt thì họ quen, họ chạy cũng bình thường thôi. Con gái, con trai ở Đà Lạt họ đi quen rồi. Đó, còn đây là những ngôi nhà rất là đơn sơ, những cái vật liệu xưa cũ lắm. Đó, thấy không? Thấy người Đà Lạt người ta đi không? Còn đây là một bên cái hành lang, các bạn trẻ rất thích ngồi cái hành lang này. Các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi đến đó, khách nói chung là khách du lịch, họ rất thích ngồi mấy cái chỗ này, tại vì xe cộ đi sát luôn, sát sườn luôn, xe cộ đi sát sườn và sát vách luôn, dòm nó treo leo hiểm trở lắm.
Còn đây, đây là mình mời các bạn vô trong nhà của chị Hồi Nhớ ngang. Chị có tên là chị Nhớ. Chị Nhớ ngang. Đó. Chị có tên là chị Nhớ. Chị Nhớ này là người bằng xương bằng thịt rõ ràng nha các bạn. Đó. Cái tên là Dốc Nhớ Hồi. Tiệm may Nhớ Hồi. Cà phê Nhớ Hồi. Đúng là của cái tên của chị Nhớ. Ngày xưa chỉ là thợ may đó. Chỉ là thợ may. Cho nên là bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn vào tham quan những cái hình, những cái vật liệu rất là đầy đó. Mới vừa nói là đã có mặt chị rồi. Mình lịch sự, mình cũng quay né né một xíu. Tuy là cũng xin phép chị rồi nhưng mà chị cũng bận lắm. Khách rất đông mà. Đó, chị cũng rất là bận, khách đó rất đông. Đó, đây, chị đây. Chị Hồi Nhớ, ăn nói nhẹ nhẹ, người con gái là lạc xưa mà. Đó, các bạn thấy không? Nhớ Hồi, nhìn những cái hình ảnh, các hình ảnh nhà cửa như vậy á, thì hình ảnh xưa cũ lại ùa về, rất ùa về. Nó trôi về miền ký ức xa xưa. Mà mình cứ mỗi lần qua đây á, các con dốc nó vắng lắm. Ngày xưa con dốc nó vắng, tiếng thông rơi rì rào, rồi cuối mùa thu đá vàng rơi như là ai đợi ai chờ. Đó, các bạn thấy không, các hình ảnh của nhạc sĩ anh Trịnh Công Sơn với chị Khánh Ly ngày xưa. Chị nhớ chị vẫn còn rất là thích mấy cái tấm ảnh này. Tấm ảnh rất xưa đó, chị Khánh Ly và anh Trịnh Công Sơn hai người gặp nhau ở Đà Lạt và tại quán cà phê Thùng. Mà bây giờ quán cà phê Tùng vẫn vậy, vẫn trang trí theo kiểu cổ điển như vậy. Đó, thấy không? Thấy tìm may không? Tìm may Nhớ Hồi. Một nhìn những cái dòng xưa cũ làm cho ta gợi nhớ những ngày êm đềm, những ngày tháng êm đềm. Mà làm cho biết bao nhiêu người phải bùi ngùi, phải nhớ lại. Đây, tất cả những cái vật dụng mà chị Hồi Nhớ chỉ xài đến bây giờ vẫn còn. Đến bây giờ vẫn còn. Chiếc đầu máy may cũ và tất cả những cái móc, những cái áo, thì cả đến cây sào rất đơn sơ của ngày xưa ban đầu, ngày xưa ban đầu mà người Đà Lạt hiền hòa, chân thành, chất phác sống sát bên hồ Xuân Hương thơ mộng cả hàng mấy chục năm nay. Đó, những cái trục chỉ các bạn thấy không, kể cả cái cassette ngày xưa vẫn còn. Đó, các xét ngày xưa vẫn còn. Ở Đà Lạt này, cái quán Hồi Nhớ này không có, không những là mà các bạn trẻ mà những người khách lớn tuổi cũng có. Ở Hà Nội vô cũng có. Đây, cái bây giờ đã 11 giờ trưa rồi mà vẫn còn tất cả các bạn trẻ. Hầu như là cái quán con dốc Nhớ Hồi này, cái quán cà phê Nhớ Hồi này có khách cả ngày luôn. Có khách cả ngày luôn. Các bạn rất là thích, các bạn trẻ rất thích đến đây ngồi check in, chụp hình. Đó, chụp hình xa xa đi, chụp những cái mô hình, những cái góc hình rất đẹp, những cái góc phim rất là đẹp vì làm kỷ niệm. Các bạn thấy không, hồ Xuân Hương xa xa. Đó, rồi thấy không các bạn, hồ Xuân Hương xa xa, những ngôi nhà rất là đơn sơ của người Đà Lạt bao đời bình dị. Họ làm nghề, vừa làm vườn, làm nghề thủ công mỹ nghệ đó các bạn. Rồi bên kia là đồi cù, xa nữa là La Bia huyền thoại, rất đẹp. Đó, đó là bên khách sạn Công Đoàn. Rồi ở đây các bạn thấy không? Trời, các bạn trẻ, các bạn nữ rất tự nhiên ngồi đây rồi mất cúp luôn, uống cà phê mất cúp luôn, cũng rất tự nhiên. À, các bạn thấy không, thấy những cái vật dụng rất đơn giản, rất đơn sơ, hiền lành làm sao. Có những cái bức tranh xưa lắm, xưa rất là xưa của chị Khánh Ly với anh Trịnh Công Sơn này,
Rồi cây đàn, cây đàn, các bạn thấy không, cây đàn, cây đàn rất xưa. Và đây, đây chính là tác phẩm của con dốc này, Tìm Mây Nhớ Hoài, số 9 đường Trần Hưng Đạo nghe các bạn. Đó, những dòng chữ ngày xưa rất hay. Những dòng chữ ngày xưa rất hay. Các bạn mà đi đến thành phố Đà Lạt thì mình nghĩ là các bạn nên đến cái dốc số 7, cái dốc Nhớ Hoài này, rất là gần, tại vì nó nằm gần như là trung tâm thành phố mà. Từ chợ Đà Lạt đến đây tầm khoảng là 850m. Còn các bạn nào mà ở ngay khách sạn Công Đoàn thì đi qua cũng được đó. Và sau đây là mình sẽ đưa các bạn đến là con đường Khe Xanh nha. Đó, đến con đường Khe Xanh. Mình vừa đến con đường Khe Xanh thì lại gặp một ông bạn. Ông bạn tình cờ mời mình vào cái quán cà phê này. Mình cũng thú thật, lần đầu tiên mình mới đến cái quán cà phê ở trên con đường Khe Xanh, thành phố Đà Lạt, thuộc phường 10 nha các bạn. Mà mình cảm xúc, mình cũng không có thể nào mà mình dừng lại được, tại vì thấy cái quán nó dễ thương và nó nhỏ nhắn. Chủ nhân chỉ cần nhìn cái quán như thế, chủ chỉ cần nhìn cái quán là có biết chủ nhân là người như thế nào rồi. Trang trí rất là nhẹ nhàng, thanh cảnh. Trang trí rất là nhẹ nhàng, thanh cảnh. Cái quán cà phê Thiên Trang này các bạn, nằm ở đường Khe Xanh. Bây giờ tốc độ xe của ở đường Khe Xanh cũng rất là đông. Con đường này là nối dài với con đường Mimosa, là hiện giờ ở Sài Gòn đi lên con đường này thay thế cho con đường đèo Ren đang làm đó các bạn. Thay thế cho con đường đèo Ren đang làm. Cái tiệm cà phê Thiên Trang này nằm đối diện với tiệm cà phê là trường trung tâm chính trị của tỉnh Lâm Đồng đó, cho nên các bạn đi tới đây cũng rất là dễ, rất dễ. Thì tới đây rất là gần, rất dễ. Ở đây chị chủ quán cũng rất là hiền lành. Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn phía sau lưng của tiệm cà phê Thiên Trang là một cái thung lũng rất sâu, xanh nhìn cái độ sâu tầm khoảng là trên 20m, đến từ tầm khoảng 25 đến 30m. Còn xa xa là các bạn thấy đài truyền hình, cái trụ đài truyền hình và VNPT đó, bầu trời trong xanh. Ngày hôm nay ông trời ban tặng, đi đến đâu bầu trời cũng trong xanh, trời trong mây tạnh, rất đẹp. Đó, các bạn thấy không, quán cà phê này view rất đẹp, phố trong rừng và rừng cũng trong phố luôn. Đó, xa xa các cái mái nhà cổ điển, mái ngói chập trùng nếp, sau đó là các cái rừng thông, rừng cây. Đó, rồi tuy là ở thung lũng nhưng mà vẫn là ở phố, mà phố vẫn là ở thung lũng. Các bạn thấy không, tất cả là nhà cao, bên gần kế bên thì là những cái thung lũng, nhà rất là thấp. Không khí rất trong lành, mát mẻ vô cùng. Nơi đây ngồi rất là mát. Các bạn có thể coi như là ngồi đây uống cà phê, thả hồn về phía bên kia, cái đồi bên kia, là các bạn sẽ thấy là một dãy núi voi luôn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy, thấy núi voi rất là rõ ràng. Đây, mình sẽ quay cho các bạn, chuẩn bị các bạn sẽ thấy núi voi nha. Và ở dưới này là hoa dã quỳ, chưa tới mùa, tới mùa là hoa dã quỳ rợp luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây, cái dãy núi voi. Đó, núi voi phía bên đó là đầu đèo và
cái đồi Đặng Thái Thân, đường đi xuống đèo Prenn em. Thầy, thôi bây giờ mình vô uống cà phê, mấy ông bạn lâu quá ông gặp, sẵn này mình review cho các bạn xem luôn. Lâu quá mới gặp lại ông bạn, sẵn đây mình review cho các bạn xem luôn. Video đến đây cũng xin kết thúc. Và các bạn yêu mến kênh, xin để lại cho một like và chấm đăng ký. Chúc mến chúc quý anh chị các bạn vui khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc ngàn.